Nhân đã có tin vui đầu tiên trong hành trình tìm con gian nan vất vả, đánh đổi rất nhiều thứ chỉ mong đạt được ứng nguyện trọn vẹn. Hành trình tìm kiếm con của vợ chồng Đức Nhân Vlog dường như đã truyền cảm hứng cho rất nhiều cặp vợ chồng, và bất cứ ai cũng mong muốn nhận được những tín hiệu vui của chị trong hành trình dài này. Bà Nhân Vlog tên thật là Lê Thị Đức Nhân, được cộng đồng mạng biết đến và quan tâm khi cô có một kênh YouTube chuyên về ẩm thực và đời sống tại đất nước hoa anh đào Nhật Bản. Hiện tại cô đang có một cuộc sống sung túc cùng với ông xã người Nhật tên là Terry. Tuy có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng hết mực lo lắng cho mình, Đức Nhân nhiều lần không khỏi nghẹn ngào khi cả hai chưa có một đứa con chung vì lý do sức khỏe. Mới đây, cả hai vợ chồng Đức Nhân cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới dám đưa ra quyết định bỏ việc lương cao trở về Việt Nam thụ tinh nhân tạo. Rất may, chỉ sau vài ngày chia sẻ lên mạng xã hội, nữ YouTuber đã được một người lạ tình nguyện hiến tặng trứng. Điều đó khiến cô vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Chia sẻ trên trang cá nhân, chủ kênh vợ chồng nhà Nhân Vlog xúc động nói: "Không biết như thế nào nhưng từ một người xa lạ, họ có thể tình nguyện hiến trứng của bản thân để tặng cho Nhân. Chỉ cần nghe tôi sẽ cho bạn trứng", tay chân Nhân lại nổi da gà, hạnh phúc đến rơi lệ. Nhân không cô đơn trên hành trình này, vợ chồng Nhân cảm ơn mọi người. Chỉ mới vài ngày trước, cô còn buồn bã chia sẻ tình trạng của bản thân trên mạng xã hội. Cô cho biết lượng trứng trong cơ thể đang ở mức cực kỳ thấp, có thể hết bất kỳ lúc nào. Nếu không kịp làm thụ tinh, sẽ không thể tìm con được nữa. Trong trường hợp này, cô chỉ còn cách chờ một người nào đó cho trứng để tiến hành thụ thai. Chỉ khi có người tình nguyện hiến trứng, kế hoạch tìm con của Đức Nhân mới có thể tiến hành. Vì vậy, đối với cô, đây là một tin vui, một cơ hội quý giá mà bản thân mong mỏi có được. Nếu sức khỏe của Đức Nhân đủ điều kiện, cô sẽ phải trải qua một khoảng thời gian rất dài và khó khăn. Hai vợ chồng cô còn phải chi một số tiền lớn để trữ đông trứng thụ tinh. Thông thường, mỗi lần sẽ tốn khoảng 70 đến 100 triệu đồng, chưa kể nếu không may mắn sẽ phải thực hiện nhiều lần cho tới khi thành công. Ngay khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng nhận được hàng loạt bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Đức Nhân. Một số chị em còn không ngại ngần khẳng định sẽ tình nguyện tặng trứng cho cô nàng nếu có thể. Có thể thấy hành trình tìm con của nữ YouTuber được rất nhiều người quan tâm. Ai cũng hy vọng cô sẽ sớm được làm mẹ, có một tổ ấm tròn vẹn của riêng mình. Thực tế, lần tìm con này, hai vợ chồng Đức Nhân đã dồn toàn bộ hy vọng, tâm huyết cũng như tiền bạc của mình vào đó. Thậm chí Terry, người chồng Nhật Bản của Đức Nhân, còn không ngại bỏ công việc lương cao hàng trăm triệu đồng trên một tháng để theo vợ về Việt Nam tìm con. Bản thân anh cũng phải trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn hầu nghỉ việc. Thấy vậy, Đức Nhân cũng vô cùng buồn lòng, không ngừng nói lời cảm ơn ông xã vì đã hy sinh cho gia đình. Đến nay, hành trình tìm con của Đức Nhân vẫn được rất nhiều người quan tâm theo dõi, mong rằng những nỗ lực của hai vợ chồng cô sẽ sớm có trái ngọt. Thực tế, trước khi đưa ra quyết định thụ tinh nhân tạo, Đức Nhân từng mang thai 2 lần, nhưng đều không thể giữ được em bé. Lần đầu tiên, con không thể vào tổ nên rời đi khá sớm. Lần thứ hai là vào năm 2022. Bản thân cô không biết mình có bầu, mãi đến khi chị em thân thiết Quỳnh Trần Giê Bi khuyên thử thai, cô mới bất ngờ phát hiện ra. Thế nhưng chỉ sau đó hơn 1 tuần, nữ YouTuber lại cảm thấy đau bụng, em bé có dấu hiệu chui ra. Khi biết thiên thần nhỏ không thể giữ được, Đức Nhân đã suy sụp tinh thần, bật khóc nhiều ngày liên tiếp. Bản thân cô cũng đau lòng, lúc nào cũng trách móc bản thân sức khỏe yếu, không đủ trứng để có em bé. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà chỉ cần một tia hy vọng nhỏ, cô cũng biết ơn và hạnh phúc.